Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại điểm săn mây Kẻ Cải. Đây là một trong những địa điểm sẽ diễn ra các hoạt động như thi ném nén, dạ bánh dày, hội thi ẩm thực, nằm trong chuỗi các hoạt động tuần văn hóa, thể thao và du lịch huyện Tùa Chùa năm 2024. Sau đây mời các bạn hãy cùng tôi khám phá và trải nghiệm cũng như là xem công tác chuẩn bị và view tại đây.